Hello anh em, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em quy trình làm con heo siêu to 70 mấy ký còn 80 ký nha các bạn. Đó. Này to quá mình để này không kêu nổi nha các bạn. Rồi tiếp nữa mình quay công đoạn là soạn và vét nút vét rồi quay hoàn thiện cho các bạn luôn nha. Thời gian mình úp xong rồi giờ mình soạn heo nha các bạn. Đó. Còn heo này quét nước có quét làm nhìn cho các bạn nha. Rồi trong này nó có một cái cây này là chống ra mục đích là cho nó dễ chín nha các bạn nha. Đó heo này to bảy mấy gần 80 ký nha các bạn. Đó trong này là chống xương chín này. Rồi không đó nó cao ngang mình luôn này ha sao rồi thế nữa giờ mình bỏ thang da các bạn một thang này nó sang da làm bán vào tí nữa quay mà học thiệu mình quay cho anh em xem luôn ha. To thì mình bỏ thời gian nó sang da rồi mình bắn nó một xoắn đúc lông nha các bạn. Còn bây giờ mình đốt lông nha các bạn.
Rồi xong khi mình dán tay đu đây cho mình bếp nhau nha các bạn. Vô dán đầu này nha các bạn. Mở cứ cái tay con qua là mở. Không coi cái gì bác. Mở cái này là chừng mấy chục ngàn người coi rồi kìa. Với còn là được có 1 ký không ta? Bỏ thôi ha, chờ than lần mình bán vô là quay các bạn ha. Rồi sau khi than lần thì mình bán heo vô nha các bạn nha. Heo đó to mạnh hơn mình các bạn ơi. Rồi sau khi nhiệt độ đã lên đủ rồi, giờ mình quay thôi anh em ha. Anh em cùng chờ đợi kết quả với mình nha. Đó, mình quay cho anh em cùng xem luôn nha. Này trước tiên là mình quay cái bụng trước mà tính dưới lưng trước các bạn ha, xong mình quay hai bên thông ha. Đây. À, thấy nó rúng trắng trắng lên không đó, cho cái lò nhiệt độ cao quá mình không để sát điện thoại các bạn, nó hư điện thoại này không có tiền mua đó. Này, thật phẩm này anh em ơi. Da này, da con này nó heo to heo đó, da dày quá các bạn. Cho nó lên như này nó mới giòn được, không là nó cứng.
ha. Giờ mình nhờ người khiêng lên bỏ cây mình cái đóng gói lên đi giao hả bạn. Thôi video mình tới đây là kết thúc, anh chị em bà con quý mến mình thì cái này ký kênh ủng hộ mình nha.